Kỳ lễ năm nay, các điểm du lịch hàng đầu cả nước ghi nhận không khí sôi động bởi sản phẩm du lịch đa dạng hấp dẫn và đậm bản sắc địa phương. Ghi nhận không khí sôi động nhất miền Bắc dịp lễ năm nay là Sapa, Lào Cai với nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc. Điển hình là lễ hội Hoa hồng Fansipan lớn nhất từ trước đến nay đã được tổ chức tại Sun World Fansipan Legend trong khuôn viên thung lũng hoa hồng rộng tới 50.000 m2 dưới chân núi Fansipan. Dịp này, Sun World Fansipan Legend cũng vừa khánh thành không gian văn hóa Tây Bắc. Thấy dân tộc nào cũng có nét đặc trưng ạ. Em thích nhất là bộ dân tộc em đang mặc ở trên người đây là bộ dân tộc quần áo người Mông ạ. Rất là nhiều họa tiết hoa văn rực rỡ. Hạ Long cũng là điểm đón nhiều du khách thời điểm đầu nghỉ lễ năm nay. Bên cạnh những show diễu hành Carnival dành riêng dịp lễ, Sun World Hạ Long còn mang đến cho du khách trải nghiệm ngắm vịnh di sản trên cáp treo Nữ Hoàng đạt 2 kỷ lục, khám phá không gian văn hóa Việt-Nhật. Trong dịp lễ này, du khách từ Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đã đổ về Sầm Sơn rất đông. Khu vực quảng trường biển Sầm Sơn với hệ thống 20 cây trang trí mang các họa tiết, hoa văn trên trống đồng Đông Sơn, hai đài phun nước trình diễn các show ánh sáng và nhạc nước hiện đại do Sun Group đầu tư, kiến tạo và vừa mới ra mắt hôm 23 tháng 4 đã góp phần tăng thêm trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Tại miền Trung, Đà Nẵng ghi nhận lượng khách vượt trội. Lễ hội ẩm thực và bia Festival tại Bà Nà Hill với nhiều hoạt động trải nghiệm âm nhạc, ẩm thực hấp dẫn, mới mẻ. Bên cạnh đó là các tiết mục trình diễn âm nhạc, xiếc, trượt băng, vũ công, trình diễn đánh trống của hơn 150 nghệ sĩ quốc tế và đài nhạc hội âm nhạc các nước châu Á tại công viên châu Á Asian Park. Thật ra thì đây là lần thứ 3 em đến với công viên châu Á rồi và thật ra là lần nào em tới Đà Nẵng thì em cũng sẽ tới đây chơi bởi vì là em rất thích cái vòng quay Sun View tại đây vì đây là một trong những cái vòng quay mà hình như là lớn nhất Đông Nam Á đúng không ạ? Cho nên là lần nào tới đây em cũng phải tham gia. Đỉnh núi Bà Đen, nhiệt độ thường thấp hơn các thành phố khoảng 8 đến 10 độ C là địa điểm thu hút du khách. Tại đây, suốt dịp nghỉ lễ, du khách không chỉ được tham quan vãn cảnh chùa Bà linh thiêng, chiêm ngưỡng những công trình cảnh quan trên đỉnh núi Bà mát dịu mà còn không ngừng được thiết đãi những chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm nét văn hóa truyền thống của Tây Ninh như các điệu múa Khmer hay chương trình liên hoan và triển lãm nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ. Qua mạng tôi được biết có cái chương trình là trình diễn nghệ thuật đờn ca tài tử ở Tây Ninh. Chính vì vậy mà tôi đến đây. Vì chúng tôi ở ngoài Bắc, tôi và một số bạn bè tôi và rất nhiều người, chúng tôi rất yêu cái âm nhạc đờn ca tài tử. Phú Quốc dịp lễ cũng thu hút du khách với nhiều trải nghiệm độc đáo, đặc biệt là khu vực Nam Đảo với thị trấn Hoàng Hôn và show diễn Kiss the Star. Show công nghệ đa phương tiện kết hợp lửa, nước, ánh sáng laser cùng những màn pháo hoa rực rỡ. Trên đảo Hòn Thơm, đông đảo du khách cũng rất thích thú với các hoạt động tắm biển, vui chơi tại công viên nước hay thử thách với các trò mạo hiểm. Kỳ nghỉ lễ năm nay được kỳ vọng là cơ hội vàng để ngành du lịch của nhiều địa phương bứt phá, tạo đà tăng trưởng cho mùa du lịch hè sắp tới.